Xin chào anh em, quý hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn làm một cái video báo giá nhẹ nhàng cho anh em vài mẫu xe tải cũ hiện tại có bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng một ngày tràn đầy năng lượng và thành công, một ngày mới vui vẻ. Thì đầu tiên mình có một em IS 49 nhà máy Đô Hành 2 tấn 4, cái mảng thùng mưa bạc, chè thùng là 4m2, đời 2017, nước sơn màu trắng khá là đẹp. Thì em này mới đi được có 27.000 thôi anh em, đi rất là ít luôn đấy, xe siêu lướt luôn anh em, còn rất là đẹp, zin máy móc thùng bọng cabin nói chung mọi thứ đều còn rất là tuyệt vời và rất là đẹp. Muốn chào bán cho anh em quý hàng với mức giá là 260 triệu. Tiếp đến mình có một em Zắc X 125 tải trọng 1 tấn 25, thùng 3m2, đời 2018, ga điện máy của Trung Quốc, quay chai, hai chỗ ngồi, bánh trước bánh sau đồng bộ, thùng mưa bạc với mức giá là 200 triệu. Kế bên là có một em Zắc X150 cũng đời 2019 nha. Con kia thì 2018, con này 2019. 1,5 tấn, thùng mưa bạc 3m2. Thì con này với mức giá mình dự kiến chào bán cho anh em là 220 triệu. Đó, một cặp Zắc 1,25 và 1,5 tấn đời 2018 và 2019. Con 2018 là 200, còn 2019 là 220 nha anh em. Đó, xe mới zin toàn bộ luôn, xe rất là đẹp, hai em Zắc nhỏ nhắn xinh xắn mà rất là đẹp luôn, thùng mưa bạc nha. Đó, kế bên là mình có một em Vim đây. Em Vim này thì là 252, phiên bản của nó là phiên bản thùng mưa bạc và chiều dài thùng là 4m2, 2,4 tấn, 2017. Con này thì bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng cùng các bạn với mức giá là 240 triệu có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình. Em Vim 2,4, nước sơn màu xanh khá là đẹp và bắt mắt. Đó, nói chung là một chiếc xe mình cảm thấy còn rất là ổn. Đó, sản xuất 2017, 240 triệu có thương lượng nha. Cuối cùng mình mang đến cho anh em quý hàng cùng các bạn một em cũng Vim tiếp. Em này thì là 6,4 tấn này, gần 6,5 tấn nè, thùng dài 5m à, khoảng 5m1 anh em, máy Nissan sản xuất 2015. Thì con này dự kiến chào bán cho anh em quý hàng cùng các bạn với mức giá là 235 triệu có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm một xe bên mình. Em Vim 6,5 tấn, thùng dài 5m1, em này đời 2015 với mức giá là 235 triệu. Đó là vài mẫu xe tải cũ hiện tại đang có bên mình. Cảm ơn anh em quý khách hàng các bạn đã theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá về vài mẫu xe tải cũ tiếp theo của bên mình, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm mua xe tải cũ. Cảm ơn anh em quý khách hàng rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của bên mình.